nó siêu phẩm nha chú anh chị. Quá đó, một cây cúc tư long nha chú anh chị. Trời, cúc tư long. Cây này là dáng trực nha chú anh chị, tại vì vô ít phân quá nó hơi bị sụp phân, hơi bị nghiêng á, chứ thật sự nó là dáng trực không chú anh chị. Rồi. Có đế đế, đế đám rồi, có đầy đủ không chú anh chị, nó cộng gửi lực lực không ha. Ừ. Quyền dòng hay của chú anh chị mà về thay cái chỗ khác ha, như là hoàng hậu lên ngôi luôn. Rồi. Ở với em nó te tua vậy chỗ của chú anh chị là về là nhân gái 18 luôn. Cúc tư long nha chú anh chị. Ơi, chiều cao cây này được 1m7 mà em tính là 1m6 thôi chú anh chị ơi. Em xin kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh. Dạ hôm nay thì em có ghé vườn của chị Ngân á. Dạ bên vườn sẽ tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai chơi Tết nha. Rồi em chào chị Ngân nha. Rồi em xin chào chị ha. Dạ em xin chào tất cả quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em lúc trước ha, là em lên em xả hàng Dấu Nhung với Phú Tân cô chú anh chị. À, có một số cô chú anh chị như em nhận đơn nhiều quá rồi cô chú anh chị sao á, cái nó bị hụt cây có gì cô chú anh chị mình thông cảm giúp em ha. Rồi hôm nay em lên mã số nha chú anh chị. Rồi. Mã số là số 1C đi. Dạ. Cái này là bạch mai thái hả chị? Bạch mai thái chị. À cái này ghép được. Tết này là 4 mùa ha. Trời ơi bạch mai coi chị. Ủa. Coi nút nụ coi nè. Cái nút nụ nè cô chú. Trời ơi quá trời luôn chị Ngân ơi. Nó như lúa vậy trời. Bên đây mới giữ nè chị Ngân. Dạ. Đó. Cô chú. Ôi cái nụ nó chắc thấy ghê luôn ha. Ôi bạch mai mà lên nụ chắc còn hơn siêu bông Sài Gòn. Quá trời luôn là từ trên xuống dưới luôn nha cô chú ha. Nè em dạy cô chú mình cái này ghép tới nay là 4 mùa nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Quá tí nụ quá tí chắc luôn. Rồi mình bạch mai này nở từ cá 8 cánh lên nha chú anh chị. Dạ. Rồi nếu mà mình muốn biết mặt hoa thì mình alo chị Ngân nha cô chú. Cái hoành chỗ vị trí này được gãy đúng nè. Rồi cái củ cái cưng quá nè. Củ trần ẩm rồi. Được 27 yếu. Dạ. 28 yếu chứ lộn. 28 yếu. Chiều cao là được 1m08. Chắc 1m10 nó còn dư xíu nữa. Người ta em đâu không tới. Tới ngang là được 79. Dạ. Cái này em giao lưu với giá là 2.800.000 nha cô chú anh chị. Ở gần miền Nam thì sẵn chiếc xe thì em để nguyên chậu giao xe ha. Dạ. Còn xa xa thì em đóng thùng không chú anh chị. Rồi, đây cô chú nha. Là nụ từ đây trên xuống dưới luôn. Đây cái đọt màu hồng cũng đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Bạch mai thái cô chú nha. Đó. Lâu lâu vườn mới có 1 cây nha cô chú anh chị. Dạ, em thấy hàng này cũng ít chị, cái nụ nó quá trời chắc luôn nè, cô chú mình tham khảo nha. Quá trời nụ luôn nha, dập tới đâu là nụ tới đó nha. Rồi, cô chú mình tham khảo nha, mã số 1C 2.800.000 bao ship nha. Mã số 2C là siêu phẩm vườn em nha cô chú anh chị. Tại vì cái này nó bự hơn vườn của em nên nó siêu phẩm nha cô chú anh chị. Quá trời đó, một cây cúc tư long nha cô chú anh chị. Trời, cúc tư long. Cây này là dáng trực nha cô chú anh chị, tại vì vô ít phân quá nó hơi bị sụp phân, hơi bị nghiêng á, chứ thật sự nó là dáng trực không cô chú anh chị. Rồi. Có đế đế, đế đám rồi, có đầy đủ không cô chú anh chị, nó cộng gửi lực lực không ha. Ừ. Quyền dòng hay của đây cô chú anh chị mà về thay cái chỗ khác ha, như là hoàng hậu lên ngôi luôn. Rồi. Ở với em nó te tua vậy chỗ cô chú anh chị là về là nhân gái 18 luôn. Cúc tư long nha cô chú anh chị. Ơi, chiều cao cây này được 1m7 mà em tính là 1m6 thôi cô chú anh chị ơi. Chị Ngân đứng xa xa quay hết cái thông tàn cao lắm chị. Em đang quay rồi. Tán ngang là được 1m25 luôn ạ. Cây này quá tí rồi. Rồi cái hoành của nó là chí này đều là được 42 nha cô chú anh chị. Đó, để em quen vòng chú anh chị tham khảo nha. 42 ha. Nút nụ rồi dữ lắm cô chú anh chị ơi nè. Ở dưới chốc lá dưới này xù xì nhỏ. Ừ. Rồi đợi em cái. Rồi nè cô chú ha. Nút nụ quá chừng quá trời. Hàng này tết này ở được 3 mùa hả cô chú anh chị? 3 mùa hơn tính 3 mùa hả cô chú anh chị ơi. Nút nụ dữ lắm nha. Cúc tư long nha cô chú anh chị. Cúc tư long là cái dòng cúc tư long này là trong các loại cúc nó có thể là gọi là bông to nhất nha cô chú anh chị. Ừ. Hoa nó cũng đạt số lượng cánh cũng khá là nhiều luôn, tầm khoảng chừng 30 cánh đổ lên nha cô chú. Cúc tư long hoa rất đẹp luôn, hoa bự nó như cúc là nó là hoa bự nhất nha. Ừ. Hay có cái tên gọi khác nữa là cúc mười dương nha. Dạ đúng rồi. Đây. Cúc trên từng tên đẹp quá trời chị. Trang nụ nè cô chú. Nói chung cái này là mình sửa theo tầng ha. Đó. Từ trên xuống quá, dưới tí bự xếp luôn. Tầng Tết, ha. Mua cây này trên cái cửa nhà cái đi ngang ai cũng tầm tò của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Báo giá luôn chị Ngân ơi. Dạ, cái này em vô lưu với giá là 12.400.000. Nói chung là cây này em chỉ giao xe khu vực Bình Phước đổ lại nha cô chú anh chị. Rồi, Bình Phước đổ lại ha. Dạ. Quá trời cô chú. Để nguyên chậu giao xe nha cô chú anh chị. Cô chú mình mua cây này về bảo đảm là sẽ tấm tắc ngợi khen luôn nha. Rất là đẹp nha cô chú ha. Rồi, mình tham khảo giùm em cái mã 2C bên vườn của chị Ngân nha. Tiếp theo mã số 3C nha. 3C là cúc hương, cái cúc tứ quý của chú anh chị ơi. Rồi.
cúc thọ hương mà ghé cúc tứ quý là Tết nay nó nở bông, nó không có làm cho chú anh chị thất vọng ha. Thứ nhất là bông nó thơm, thứ hai là bông nó bự, thứ ba là bông nó lâu tàn. Còn nút nụ này chưa nè. Đó cô chú ha. Nói chung là bao hàng nút nụ như là xương cá luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cô chú anh chị mà chưa có chơi mai gì họ hương mà cái cúc tứ quý nha, mình thu tầm cây về Tết nay mình thấy cái độ thơm, cái độ đẹp của nó như cô chú anh chị dần thật luôn. Hoành 30 đúng cô chú anh chị ạ. Hoành to ha. Cái này đang nằm trong chậu 5 đúng. Rồi. Trời, cao đó không tới quần đó dưới này. À, cái đó tên nữa cỡ 25 cm nữa chị không? Đây là được 1m10 nè. Rồi là cỡ 1m35 á. Lít 3 thôi. Một mét 3 của chú anh chị ơi. Tán ngang là được 1m25 luôn. Dạ rồi, cái này em vô lưu giá là 5 triệu đồng. Cúc dạ. Thọ hương cái cúc tứ quý nha chú anh chị. Dạ 5 triệu cho cái mã này bao ship nha. Rồi cô chú mình. Hàng này được tới nay là 4 mùa nha chú anh chị, cái chậu cái nó mập lắm chú anh chị ơi. Dạ rồi. Chậu này chị. Đây để em cúi xuống quay cho mình coi nha. Chậu mập nè. Gì đâu. À, gốc tứ quý đặc biệt là ngay chỗ cái mắt ghép này, nó khi mà nó già nó liền nó sẽ có u cái cục tròn tròn như thế này nè. Nó rất là mập cành cho mình luôn ha. Rồi. 5 triệu cho cái mã này bao ship cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cúc thọ hương gấp gấp tứ quý nha. Rồi em sẽ qua cái mã tiếp theo ở bên đây luôn. Cũng là thọ hương luôn ha. Thọ hương gốc tứ quý của chú anh chị ơi. Rồi. Số này số lượng em còn ít lắm, còn 10 cây đổ lại nha chú anh chị. Mã số 4C luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. 4C cái này cũng đẹp không cô chú anh chị. Nụ cũng thơm lùng ha. Nút nụ dữ lắm nha cô chú anh chị. Nút nụ nè. Giờ mình đo thông số giùm em đi. Rồi. Cái quả này là được 29 đúng. Cây lùng gì mà đó còn không tới. Đi được 1m ra 1m15 nha chú anh chị. Tên còn nó chắc được 1m2 á. Tán ngang là được 1m15 luôn, hơn mà tính 1m15 luôn. Lùng quá. Rồi cây mã số số 4C này vô lưu ý giá là 4.800.000. Rồi, 4.800 cái mã này cô chú nha, 4C ha. Bao rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, tham khảo giùm em nha. Hôm nay may rẻ quá trời mới có giá này. Họ nút nụ rồi chị ơi. Tự nhiên đứng đêm ngó hay qua quá trời nút nụ đây luôn. Trời ơi. Rồi lên đây lọc đi. Lên đây lọc. Thọ hương luôn ha. Đây. Này 5C hả chị? 5C. Lọc nào. Lọc nào. 5C. Quá quý. Tiếng nút vàng nút nụ đây chị ơi. Nút rất thọ hương. Đây. Nụ nhiều nha. Cái này dáng siêu siêu hả chú anh chị? Cái này dán nó nghiêng quá, em lấy dây em xiền phụ nó để nó lật. Quả này được là 26 đúng ạ. Chiều cao cây này cỡ được 1m3. Dán ngang là được 1m2 ạ. Rồi, cây này em vô lưu với giá là 4.900.000. Dạ, 4.900 cái mã này ha. Cô chú mình tham khảo nút nụ nha. À, nút nụ dày đặc luôn. Cái này về cô chú anh chị mình chơi Tết. Đây lọc đi. Rồi bông xum xê luôn. Đây cô chú mình tham khảo giùm em nha. Em quay một vòng ha. Rồi cái này rất đẹp cho mình luôn ha. Rồi mã số tiếp theo. Cúc thọ hương luôn ha. Cúc thọ hương. Mã xe là 6C. 6C luôn cô chú anh chị. Cái này dán nó nghiêng nghiêng. Bye bye nè. 6C cây này hôm bữa em lên một bờ một clip rồi mà không cô chú anh chị nào vừa ý, từ nay em quay lại vòng nữa coi có cô chú anh chị nào hợp nhãn của chú anh chị nào không. Rồi dán bay bay luôn nha cô chú anh chị. Xù xì. Cúc thọ hương cái này được tất đây được bao mùa không chú anh chị? Đế đẹp phải không? Cái hoành thân mập phải. Thân mập phải chị không? Mập lù luôn. Đây mình đo giùm em cái hoành thân. Hoành thân này mập à. Ba mấy hả? Gần 40 luôn. Trời dữ gì bà Ngân, cái này được có 37 à. 37 thì gần 40 đúng rồi. Cái này đang nằm trong chỗ 5 nha chú anh chị. Dạ rồi. Hồi đó cũng không tới luôn. Bên dưới này 1m15 là chiều cao. Dạ. Tán ngang là được 1m đúng. Cái này em vô lưu với giá là 5.200.000. Cái này em cho xe. Nói chung là hàng này giao xe để nguyên chậu nha chú anh chị. Cái tàn nó cũng đẹp. Còn khu vực ở miền Bắc xin lỗi em ra không được của chú anh chị. Đóng kia gõ cái em lỗ luôn chú anh chị. Cây bự quá. Rồi. Mình tham khảo giùm em nha, để đẹp luôn cho mình nè. Rồi 5.200.000 nha. Rồi mã số tiếp theo 7C luôn chú anh chị. Dạ rồi 7C cây này cúc họ hương ghép con cúc tứ quý nha chú anh chị. Hàng ghép được 5 mùa ha. Trời ơi có chọc này chị ngâm. Nó mập hơn vô cái. Rồi đem quay nè. Đây trong, ở trong đây nè. Đó cái chọc bự quá trời nha. Vị trí này em ra đây được 3-4 đúng không chú anh chị? Hoành 3-4 nha. Cây này có đế đấm mà cũng dạ. Bự hơn. Chiều cao cây này là được
mít 2. Tới ngang là được mít 15. Quá đẹp. Tàn dù ha. Rồi, cái này mình rồi, 5 triệu chị ơi. 5 triệu bao ship ha. Dạ 5 triệu cho cái mã này. Khu bao vực, ship cô chú. Miền Nam là em giao xe trong ngày mình nhận được không cô chú anh chị? Rồi, miền Nam giao xe trong ngày nhận được luôn nha. Cô chú anh chị mình ưng cây nào thì mình alo chị Ngân nha, để chuẩn bị nhận hàng luôn trong ngày ha. Rồi, tiếp theo. 8C luôn. 8C là ôi chết nha, tới đây cứ viết tự nhiên hết mực. 8C. Tàn dù ha. 8C là một cây độc lạ chú anh chị ơi. Cúc cam. Cúc cam là từ 24 cánh trở lên nha chú anh chị. Nó như cái phong thọ hương luôn ha chị Ngân. Rồi. Cái hàng này thấy vậy ghép được Tết này là 4 mùa rưỡi nha chú anh chị. Hoa màu cam cà rốt luôn. Nó mập đó. Cô ghép mập. Chột mập ha. Cúc cam nó lâu lớn lắm mà cái chột nó vậy là cũng già mùa dữ lắm nè. Cúc này cúc cam nha. Đây, cô chú nè, cái chột ghép nè. Ghép phôi mà vừa ha chú anh chị. Rồi, nhìn cây lực cây lắm chú anh chị. Nút nụ thì cúc cam thường nó hôn nó hưa nụ dữ lắm mà cây này nó kiểu như nó già lúc nụ lên cũng nhiều lắm nha chú anh chị. Nhiều nè. Chỗ này. Này cho Tết là đẹp ạ. Quạnh đây được 28 đúng ạ. Lãi ra màu cam cà rốt. Về luôn. Độc lạ. Chiều cao là 92. Rồi. Tán ngang là 94. Rồi, cây cúc cam này em vô lưu với giá là 2 triệu 2 em bao ship nha chú anh chị. Dạ 2 triệu 2 cho cái mã này. Khu vực miền Nam thì sẵn xe đi là em để nguyên chỗ em vô xe, còn ở xa là em báo bậu thôi chú anh chị. Rồi. Cô chú mình tham khảo nha, hoa màu cam cà rốt rất đẹp nha. Cô chú mình muốn biết mặt hoa thì mình alo cho bên vườn của chị Ngân nha. Cây này nút nụ rất là ok cô chú nha. Nó bung một phát là rất là đẹp luôn, màu cam cà rốt đều hết luôn nha. Hoa nhiều cánh cho mình luôn. Rồi. Xe nè. Xe là cây này hoành mập nha cô chú anh chị. Ghép đại lộc ha, ghép được 5 mùa nha chú chị. Cái gốc dữ ta. Chột mập dữ lắm chú anh chị ơi. Ơi quên quanh quên qua qua đây giới thiệu 30 lộc em cái chị ha. Rồi. Quên nữa. Nè. Chột quá trời đất luôn. Cái cây này đại lộc là cái này là hàng bơm của chú anh chị. Cô chú anh chị bơm cái nửa tháng sau mới về tới chỗ em khu mới khui bầu ra ngày hôm kia. Cái nó lên bông quá trời luôn của chú chị ha. Nè, bông chắc lội luôn chú chị ơi. Cái hàng này là nói chung là vườn em là đây lọc là rất là chuẩn giống nha chú anh chị. Đó. Nút nụ chị ơi. Tông thùng nửa tháng trời á. Cái mạnh thấy ghê trời. Nè. Vì mà nút nụ rồi nè. Đặc biệt cái bông nó nở ra như cái hồng hồng luôn á. Đẹp quá chừng cô chú. Hàng bơm nha chú anh chị, bơm mà nó còn nở bông vậy chú anh chị, nở tông thùng nửa tháng trời luôn chú anh chị. Chú anh chị mình thấy ưng thì mình mua giùm nhà vườn chứ mình đừng đặt mình bỏ vậy tội nghiệp vườn lắm cô chú ơi. Dở ra cái vàng tươi. Nói chung là cây nó mạnh nên nó mới sống á, chứ còn mấy cây kia là nó ngủm luôn ha. Tốn công sức chăm mà tốn tiền tốn của nó tội nghiệp lắm cô chú ơi. Mình thích thì mình mua ha, mình mua thì mình nhận giùm vườn nha cô chú ha. Nó thiệt luôn tội nghiệp vườn lắm cô chú ha. Thì em nói vậy cô chú mình cũng thông cảm giùm nha. Tại không phải ai cũng vậy nhưng mà một số á mình mua rồi mình đặt rồi mình bỏ tội nghiệp vườn lắm cô chú ơi. Rồi, tiếp theo là mã đó là em chỉ giới thiệu cái mặt bông chuẩn bông đại lộc bên vườn em nha cô chú anh chị. Chứ em không có ý gì nha cô chú anh chị. Dạ. Tại vì cây đó bị bơm rồi sẵn rồi em cho cô chú anh chị mình coi mặt bông là giới thiệu là chuẩn về chuẩn bông ha. Rồi tiếp theo đại lộc bên em là mã số 9C chú anh chị ơi. Cây này hoành mập ha. Dạ. Ghép được 5 mùa. Bự lắm mày. Chọc rất bự lắm mày. Này giống y chang như phôi túi quý trời nó ồ quên. Sẵn sùi 33 đúng chú anh chị ơi. Hoành 53 ha. Tán ngang là được 1m15. Chiều cao là được 1m15 luôn. Cái này em vô lưu với giá 3 triệu nha chú anh chị. Nụ này cô chú. Cái này 3 triệu bao rẻ luôn chú anh chị ơi. Lên chợ không có giá này đâu. 3 triệu là em ở khu vực miền Tây thì em giao xe không chú anh chị. Rồi. 3 triệu cho mã 69C luôn chú anh chị ơi. Một cây đại lộc hoành 33 luôn. Ghép được 5 mùa luôn. Quá trời vàng nước nụ. Dạ. Rồi nghe cô chú mình tham khảo nha. Mấy ngày 10 ha. Ừ, mấy này số 11. 10 ba. 10 gì vậy? Không. 19. 9 10 nè. À, mã số này mã số 10. Rồi, mã tiếp theo là mã số 10C luôn nha cô chú anh chị. 10C cây này là coi đây lọc ha. Cái này em trồng dưới bờ em bứng lên đây được 3 tháng rồi chú anh chị. Nói chung là cây thần hết chú anh chị. Dáng cũng bay bay nè. Dáng bay bay cái này độc lạ nè. Cây này đang dơ tông nằm trong chậu 6 chú anh chị, 6 7 ta. Chậu mấy? Chậu 7. Cái này đang nằm trong chậu 7 nha chú anh chị. Đại lộc hàng ghép được 5 mùa hết chú anh chị. Cây này có cái thân có cái giọng lắc rất là đẹp ha. Quành thân là được 31 đúng ạ. Mình bự ha. Chiều cao là được 73. Tán bay của nó là được 2 121. Tán ngang là được
90 ngày. Rồi, cây đại lộc này em vô lưu ý giá là 5 triệu đồng nha cô chú anh chị. Dạ, 5 triệu cho cái mã số đại lộc dáng bay của chú nha. Rồi, cô chú mình tham khảo giùm em cái mã này nha. Cây đẹp lắm chú chị, nó có giọng lắc ha. Dáng bay cái giọng lắc rất đẹp ha. Đó. Tiếp theo là cây mã số 11C luôn nha cô chú anh chị. Cũng là một cây đại lộc ha. Trời ơi, cây này nè. Cái thân đẹp ha. Thân lắc lượng luôn ha. Cây này khéo, khéo thân ha chị nha. Nghe nút nụ nè, trời ơi. Quá tí luôn. Đại lộc lúc này là em xuống lá bớt không chú chị, cho dưỡng chứ nụ cho nó nhụ nó mọc lên không chú chị. Nó nở chất lượng hơn nha. Rồi. Nói chung là đại lộc bên em là em bao bông là 90% không chú chị. Hoành ở đây là được 27 đúng ạ. Chiều cao là được 102. Tán ngang là được 75. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 3.600.000. Bao ship ha cô chú. Bao ship luôn. Dạ. Khu vực miền Tây vô xe trong ngày nhận được không chú anh chị? Rồi, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Đây, cốt thì ok cho mình là nút nụ cũng ok luôn ha. Và cái đường thân lớp rất đẹp. Mã số tiếp theo. 12C của chú anh chị ơi. Một cây cúc họ hơn cái gốc tứ quý thôi chú anh chị. Rồi. Cây này tết chân cái thấy chung là vàng hực luôn, thơm phức luôn. Nút nụ này cô chú đang lên quá trời luôn. Nói chung là cái hàng này là em bao hàng nút nụ ha cô chú anh chị. Đây. Rồi, hoành vị trí này được 26 đúng ạ? Dạ, hoành 26. Ủa, anh đợi dưới chị Ngân ơi. Đây được 1 mét rồi chị Ngân. À, cây này cỡ 1m3. 1m3. Dạ. Tán ngang là 1m... Rồi lộn. Rồi lại cây. Tán ngang là được 1m20. Rồi. Rồi, cây là mã số 12C này em vô lưu với giá là 5 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 5 triệu bao ship. Quá đẹp luôn. Rồi, cúc thọ hương rất rất quý luôn nha. Rồi cô chú mình tham khảo giùm em ha. Đây, nút nụ nè. Cái dàn nụ là phải nói là đẹp cô chú ha. Rồi. Rồi, mã số 12C này cũng là mã cuối clip của em ha. Em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem hết clip ha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình chơi Tết mình ngắm hoa 2024 cô chú anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ rồi ha. Em cũng xin kết thúc video của mình tại đây luôn. Và em cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm và theo dõi nha. Chúc cô chú anh chị mình có một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.